và bây giờ thì xin mời anh Phan Trung Cam cũng xin giới thiệu với các bạn. Anh là một cán bộ nhà nước đã về hưu rồi. Và hiện nay thì anh Phan Trung Cam từ Phan Thiết tới đây để dự cái buổi giao lưu này với chúng ta. Câu chuyện mà anh Phan Trung Cam chia sẻ với chúng ta hôm nay đó là câu chuyện về nhiệm vụ ngay sau khi giải phóng Phnom Penh và tiêu diệt được chế độ Pol Pot Yen Seri để trả lại cho một đất nước Campuchia hồi sinh, thì nhà nước và nhân dân Việt Nam đã cùng với nhân dân Campuchia tái thiết đất nước. Và anh Phan Trung Cam là một cán bộ kinh tế của Việt Nam sang với vai trò là chuyên viên kinh tế, chuyên gia kinh tế, và anh có tới 7 năm xây dựng ở bên đấy. Xin mời anh. Xin chào các anh chị các bạn. Tôi không được có cái vinh dự và diễm phúc như anh Tình để trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam để giúp cho bạn để giải phóng đất nước, lập ta với chế độ diệt chủng Pol Pot Yen Seri và đem lại ổn định hòa bình cho cả các nước cũng trong khu vực, đặc biệt là biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Qua cái chia sẻ của anh Tình thì tôi ngồi bên cạnh, tôi nhìn anh trên ánh mắt của anh nó vẫn có cái gì đó, nó những cái giọt nước mắt tuy giờ nó chưa lăn ra nhưng mà nó vẫn đọng trên khóe mắt. Anh giọng nói của anh nó vẫn có gì đó bị ngắt quá, có nghĩa là cuộc chiến chúng ta kết thúc 40 năm rồi nhưng mà ký ức của chiến tranh đến bây giờ nó vẫn còn cho chúng ta, mặc dù tóc chúng ta cũng đang bạc. Tôi thì thật ra mà nói các anh các chị, 40 năm chiến tranh đã đi qua. Thực ra mà nói khi anh Tình mà chúng ta bắt đầu khi chiến tranh biên giới Tây Nam, tiếng súng nó ngớt ở biên giới Tây Nam. Tuy nhiên đến năm 1979, đến năm 1989, 10 năm sau đó thì chúng ta quyết định rút quân. Nhưng mà máu của các chiến sĩ Việt Nam chúng ta vẫn tiếp tục đổ trong suốt 10 năm, chứ không phải là chúng ta sau năm 1917 là máu của các chiến sĩ Việt Nam chúng ta đã ngớt. Tiếng súng nó không vang, nó không có ác liệt trên biên giới Tây Nam nhưng nó vẫn còn nổ liên tục trên các giải đất liên sắp biên giới Việt Nam Campuchia. Mà như vậy thì không có nghĩa là chúng ta đã ổn định hòa bình được lập lại. Khi chúng tôi sang, thực chất mà nói thì cái nhiệm vụ của các anh như anh Tình vẫn đang còn cho đến khi năm 1989 thì chính thức chúng ta mới rút quân. Nhưng mà cái sự có mặt của lúc đồng đội của anh Tình vẫn còn phải bám trụ suốt 10 năm trên đó. Khi chúng tôi sang đấy thì những cái dấu ấn về cái cuộc chiến đó, nó bắt đầu biên giới từ cái cửa Mộc Bài bước qua biên giới là cái di tích chiến tranh nó đã bắt đầu nó ngổn ngang rồi. Và khi bắt đầu mình đi đến đâu đó thì nó cái mức độ cái tàn khốc của chiến tranh biên giới Tây Nam đó, của Việt Nam Campuchia nó vẫn cứ tiếp tục nó sôi động lên thì bắt đầu mình thấy nó cái kiếp đó, nó bắt đầu nó cảm thấy nó ngày càng dâng trào. Và khi bắt đầu tôi đến Campuchia, đợt đầu tiên tôi đặt chân đến Pattaya là cách đó khoảng 500 km, thì tôi cái điều mà tôi cái đầu nước mình cảm thấy nghẹn ngào nhất đó là cái mộ gió đó không phải là mộ thiền. Mà khi bắt đầu tôi đi thắc mắc cho mới hỏi những người dân Campuchia đó làm sao khi bắt đầu vào bước chân vào cái chợ thì tự nhiên lại có hai cái vỏ đất nó mọc lên, thì bắt đầu bạn ấy giải thích đó là hai cái mộ gió, đó là cái tấm lòng của người dân Campuchia, họ tôn vinh cái sự hy sinh, sự đoàn kết đồ bọc của chiến sĩ quân đội cả hai nước để giúp cho cái cuộc giải phóng đất nước Campuchia và trở lại cái hồi sinh. Vâng, rất là cảm ơn anh Cam. Qua đoạn vừa rồi thì có thể nói được là với vai trò một chuyên gia dân sự sang Campuchia, anh đã cảm nhận. Và ở đây thì Ủy ban Việt Nam muốn anh chia sẻ cái công việc cụ thể của anh ở bên đấy và cái thời gian mà anh công tác ở bên đấy. Thì các bạn biết là sau khi chiến tranh biên giới Tây Nam thì ngưng tiếng súng, tôi dùng cái từ là ngưng tiếng súng, tức là mình chưa nói là chưa kết thúc đâu, nó vẫn còn diễn ra hết sức phức tạp ở dọc cái biên giới. Thế thì cái lúc bây giờ nhiệm vụ chúng tôi thì Bộ Chính trị thì của Việt Nam mới quyết định, tức là mỗi địa phương phía Nam sẽ phải kết nghĩa với một tỉnh của Campuchia. Thì lúc bây giờ thì Thuận Hải bây giờ là tách ra hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận á, thì quyết định là mỗi địa phương sẽ thành lập hai cái đoàn ca ngắn và ca dài. Cái ca tức là cái gọi là từ chiến trường ca, ca dài có nghĩa là trên một năm, nó có thể là hạn đấy không nhất thiết đến khi nào hết nhiệm vụ được quay về, còn ca ngắn thì là một năm. Thì chúng tôi thì với nhiệm vụ đó thì chúng tôi sang giúp bạn với tư cách là chuyên gia kinh tế.
Thì tôi thì cũng được giám phúc, lúc bây giờ tôi là nằm ở Ban Ca, tức là cái ban hợp tác kinh tế với Campuchia, trực thuộc của Ban Dân Tỉnh Bình Thuận và em Tuấn Hải. Cái nhiệm vụ của tôi tức là làm sao để giúp cùng với các cái đội ngũ chuyên gia ở Campuchia hoạch định cho bạn, trước hết là ổn định để phát triển kinh tế. Thì biết, các bạn biết là lúc bây giờ chúng ta mới giải phóng thì cái chính quyền cách mạng mới được thành lập, một chính quyền hết sức non trẻ, gần như anh em thì chúng ta cũng là những người chân lớn tay bùn bắt đầu bước vào cái bộ máy nhà nước, người ta chưa có cái kinh nghiệm gì hết, cho nên bắt đầu mình phải đến để giúp cho họ. Thì lúc bây giờ người thì giúp về vấn đề về chính trị công tác đảng, người giúp về an ninh, người giúp về bên lực lượng quân sự, người giúp về kinh tế. Trong kinh tế nó có nhiều cái mảng, thì tôi tư cách để giúp là ở góc độ là công dân kế hoạch để hoạch định các cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian mà anh công tác ở bên Campuchia ấy, thì cái công việc mà anh làm, anh thấy nó có hiệu quả không? Thật ra đây xin nói với các bạn là ngày đầu nó phức tạp lắm, rất khó khăn. Khi chúng tôi sang và nói thì chúng tôi quay lại trong tình một chút. Khi bắt đầu chúng tôi sang thì cứ mỗi người ấy, bọn tôi là từ một hết về kia, từ đây mà sang Đông Bay thì đi ô tô để mình thấy được cái mức độ nó tàn khốc của cái chiến tranh đến như thế nào. Khi chúng tôi từ đây sang Philippines, sang Đông Bay thì chúng tôi đi thì cái lực lượng thì mình tự túc, có nghĩa là đến đó thì mình không cần sự bảo vệ. Tuy nhiên thì vẫn phải có hai cái chốt xe, đến đầu là Jin 130, chốt sau của Jin 30, và có lực lượng cảnh sát ngầm, chúng ta vẫn phải bảo vệ hai đầu chỉ trong đoàn như vậy. Nhưng mà đấy là những cái đoàn tính chất là nó đi vào ở những cái đoàn lớn. Khi cái đoàn mà bọn tôi đi, nhưng mà phần lớn là chúng tôi đi với tư cách là độc lập. Cho nên là khi chúng tôi lên thì thông thường đi 3 người thôi. Thì tôi một anh lấy xe đi một cái chức vụ hát. Chắc anh tình biết vụ hát của công việc của lúc bây giờ là chủ yếu là công ty thiết bị của Liên Xô. Thì như vậy chúng tôi là thiết bị đó thì xe ô tô chúng phải bỏ hết tất cả mùi. Và bắt đầu đến Nông Bình thì mỗi chúng tôi chỉ được trang bị một người bộ bánh mì thôi, với 500 km thì bắt đầu phải lên đường, thì môi bắt đầu phải bỏ hết vui ra. Và như vậy thì anh lái xe, cái nhiệm vụ của anh là anh chỉ phá độ tăng tốc, không được phép dừng. Không được phép dừng có nghĩa là nếu mà xe mà hỏng thì chỉ có phép là phải tác chiến, phải đi ngay, chứ không được phép dừng dọc đường. Tại vì khi đường dọc đường thì có nghĩa là B-41 từ trong các cái rừng của tốc độ nó sẽ bắn ra, mình sẽ chỉ có thương vong thôi. Còn nhiệm vụ chúng tôi thì một người một cái khẩu súng K-63 và 200 viên đạn, có nghĩa là vừa giúp bạn nhưng mà cũng phải bảo vệ tự vệ cho bản thân mình. Chúng ta thấy rằng mức độ nó khốc liệt như vậy, nhưng mà khi đi đến đâu đó thì phải nói là khi gặp cái lực lượng quân đội của mình nó dài dọc đường, để nói như vậy nhưng có nghĩa là vẫn phải chốt dọc đường. Nhưng mà xin thưa các anh là nhìn thấy lực lượng của anh Tình thương lắm. Bọn tôi sang, bọn khi bọn tôi đi thì cái tiêu chuẩn bọn tôi được cái lúc bây giờ chúng ta nhớ thuốc hoa mai, thuốc chưa có đủ học đâu, nó khét lẹt. Nhưng mà mức độ là khi bọn tôi đi, các anh chỉ xin thôi, xin thuốc thôi, không có xin gì hết. Mức độ quân bộ đội Việt Nam mà thèm thuốc ấy, không có một đứa thuốc uống. Vậy khi bắt đầu bọn tôi thì thực ra nói đi đưa anh em thì đi cũng rất đường dài 500 km, mà cũng có mấy gói thuốc thôi. Lúc bây giờ mình đâu được cái nhiều đâu, mà thị trường chợ đen không có, nhà nước chỉ phân cho một số cái thuốc. Và thuốc có xin nói là thuốc thực chất là để ngoại giao lên mình tiếp bạn. Nhưng mà đi đường thì thôi, bạn gì không biết, nhưng mà phải lo quân mình trước. Cho nên đi đâu mà thuốc đó, có những cái đứa thuốc mà tôi phải ngắt đồ đồ ba để chia cho các anh. Chứ nếu mà có mấy cái thuốc mà giải ra thì 500 km mà như vậy thì đâu có thuốc được. Nhưng đến lúc đầu đến, phần FD thì mình chẳng còn tiếp khách, thuốc đâu mà tiếp khách nữa. Những người lúc đấy vậy. Còn thuốc sốt rét thì bọn tôi phải được, đặc biệt là đi dọc đường các anh, là gần như bộ đội Việt Nam thì 10 người thì cả 10 người sốt rét, da nó bệnh, nó vàng, kinh khủng lắm. Chắc chắn thì tôi nghĩ anh Tình là nếu ở bên đó thì anh cũng không thoát được cái cơn sốt rét. Cho nên là nhìn nước ra cái kinh khủng mà mọi người nhìn thế, và cho nên bọn tôi cái thuốc thì được trần được nhà nước mà được trang bị thiết bị đường, cho nên gần như thuốc chúng tôi ấy, cứ phải đi đến đâu thì chia nhau để giải thuốc 500 km, giải thuốc lá, giải thuốc. Và lúc bây giờ bọn tôi đi theo là chỉ có thuốc kháng sinh và thuốc lá thôi, và làm sao mình cũng phải căng suốt trong 500 đường đến gặp lính của mình đến đâu thì giải thuốc và giải thì cho nên thuốc chỉ bệnh và thuốc lá cho anh em đến đấy. Rất là cảm ơn anh. Nhưng mà câu chuyện của anh Cam thì cũng vẫn đang nói về một người quan sát khi mà đến với một Campuchia sau giải phóng. Và tôi vẫn muốn biết cái công việc của anh, chính là cái chuyên gia kinh tế thì có hiệu quả hay không? Khi chúng tôi đến đấy thì thực sự mà nói, khi bắt đầu chân vào
thì rất là khó, vì như các anh các chị biết, mình cán bộ nhà nước mình thì anh em mình nó cũng đã có một cái chuỗi thời gian rồi, anh em nó đã được đào tạo, nó đã làm qua kinh qua cái kinh nghiệm rồi, cho nên là cái việc mà kèm cả hướng dẫn rất là nhanh. Nhưng mà cái chính quyền cách mạng rất non trẻ, những cái người anh em người ta rất là những người nông dân bắt đầu vào cái bộ máy nhà nước, cho nên là gần như người ta chưa hiểu gì, đặc biệt là vấn đề ngôn ngữ rất khó, ngôn ngữ rất là khó, mà mình phải thuyết phục cho làm sao để cho họ hiểu được mình, để họ làm theo mình cũng rất là khó. Và khi bắt đầu khi chúng tôi thế mà tôi bắt buộc đến lúc bây giờ mình cũng phải tìm cách là ba cùng thôi, cùng ăn cùng ở cùng làm để cùng với như vậy. Thậm chí là mình cũng phải đi tắm chung với họ, ăn chung, chơi chung, mối chung, như vậy tất cả là làm sao mình hiểu được ngôn ngữ của họ, hiểu được cái gì họ cần như vậy. Thế thì có những lúc mà mình giao lưu, mình chơi với họ thì ngày hôm sau mình biết như vậy cũng chưa phải là nó không phải là cán bộ cách mạng Campuchia, mà những người đó cũng là người Pol Pot, cũng là Pol Pot. Cho nên khi bắt đầu mình hát với họ, hôm sau ông biết không, cái ngày hôm qua cái thằng hát với ông nó cũng là dân Pol Pot, bọn Pol Pot nó về đấy. Cho nên lúc bây giờ là mình nói nó còn hết sức là nó rất là khó khăn, cái cuộc chiến nó đang vẫn còn xen lẫn như vậy đó, máu vẫn tiếp tục đổ, nhưng mà cái mặt bằng để dân trí của anh em rất là khó, cho nên ngay vào đầu tôi hết sức khó khăn. Nhưng mà rồi dần dần cũng bắt đầu cũng quen dần, nhưng đặc biệt không phải một mình làm mà nhiều anh em làm, anh em để làm chính trị, anh em làm quân sự, anh em làm kinh tế, trong kinh tế rồi hiểu rất là mạnh, cho nên là anh em cứ mỗi người cứ âm thầm đấy, giống như mình đi cầm tay chỉ việc, hôm nay chỉ cái này một chút, ngày mai chỉ một chút như vậy, thì chắc chắn thì mình giúp bạn phải có hiệu quả. Tôi suốt 10 năm mà 10 năm kiên trì cái đội ngũ chúng tôi thế, suốt 10 năm cái thay phiên càng thắng là liên tục thay nhau đổi nhau, còn ca dài có tính chất chiến lược ở cái góc độ giúp ở góc độ chiến lược, thế còn cái ca ngắn thì giúp ở góc độ tác nghiệp về mặt chuyên môn nghiệp vụ. Thế thì cứ mỗi sở ngành thì có một người thế, thì mình giúp cho cái anh cái ngành kế hoạch đầu tư của cái tỉnh đó, thế còn anh thương mại thì có anh thương mại, anh nông nghiệp thì có anh nông nghiệp. Vâng, rất cảm ơn anh. Trong câu chuyện của anh thì tôi lại thấy có một cái ý, tức là mình đã múa hát với một người là cựu quân lính của Pol Pot, và như vậy thì có chuyện, có những cái sự cố đáng tiếc xảy ra do cái việc mình không nhận diện được người đối diện không, thưa anh? Xin thưa các bạn là nó ở đây thì nó rất là nhạy cảm. Khi chúng tôi sang đấy thì có một điều ở đây mình nói, tức là thực ra nhận diện giống như người Việt Nam mình, cái người lính Cộng hòa, cái người của bộ đội cũng là dân máu biển, cũng da vàng tóc đen, mình đâu có nhận diện được đâu, mà sắc thái thì lúc bây giờ đâu có ai mặc quần áo đâu mà nhận diện gì. Cho nên là lúc bây giờ phải nói là cái sự hy sinh ấy, mà không chính thống vẫn còn, cái mà cái sự chết mất mát âm thầm tức là vẫn còn. Tôi nói một cái chị chủ tịch hội phụ nữ của tỉnh mình Tuần Hải, khi đi sang giúp bà thì cũng trên đường đi coi như là cũng một cái B40 nó bắn là cháy, anh em mình suốt 4-5 ngày cứ phải trốn trong rừng trong núi, thế lực lượng tăng cường. Cho nên là khi bắt đầu cái lực lượng mình qua thì phải nói là cái lực Pol Pot thì nó cứ mai phục, tìm cách mai phục nó bắn. Cho nên lúc giờ bọn tôi có một cái được phép, tức là tất cả các cái lực lượng của bọn tôi được trang bị súng rồi, cho nên là những cái người lính Campuchia đấy là nguyên tắc là khi gặp các bộ đội Việt Nam, người dân Việt Nam thì phải chúc mừng xuống thôi. Nếu như trường hợp mà trong khi điều trong cái bất khả kháng mà chúng tôi phát hiện ra mà đơn vị không biết là ai nhưng mà mũi súng hướng về mình thì bọn tôi cũng có quyền bắn, cũng xin mức độ nước của lệ để bảo vệ an ninh mức độ như vậy. Nhưng mà thực chất mà nói thì chúng tôi trong suốt thời gian đó cũng chưa bao giờ cũng phải nào súng, tại vì phải nói là trong trường hợp nếu như trường hợp họ bắn mình thì mình bắn trả. Thì thực chất là nói là cũng mình không muốn cái máu đã đổ cũng rồi, mình không muốn đổ tiếp, nhưng mà nó như vậy. Thế còn khi bắt đầu mà sang bên kia đó thì các bạn biết là thực ra mà nói thì nói như vậy, nhưng mà bọn tôi vẫn phải sử dụng cái phương án của thời chiến. Ví dụ như khi bắt đầu bọn tôi quyết định lên một cái hố len cách đó cũng 7 cây số để chúng tôi thăm xem cái tình hình khảo sát cái đời sống của nó như thế nào. Nhưng mà khi bọn tôi là bí binh đó, khi bắt đầu kế hoạch bọn tôi tung như là 4 giờ chiều ngày mai là bọn tôi sẽ lên, nhưng mà thực chất là nói là bọn tôi đã đi ngay trong đêm nay rồi. Thế khi bọn này tối này lên cái thì cứ y chang là 4 giờ chiều mai bắt đầu quân của bố bắt đầu đánh cung lên. Nó như vậy đó. Cho nên là cũng thấy rằng chúng ta thấy rằng trong thời chiến, nhưng mà phải nói là trong thời bình nó vẫn là thời chiến. Rất là cảm ơn anh Cam. Và như vậy thì chúng ta cũng đã thấy có một cái góc khác, một cái mảng công việc khác mà cũng rất là lớn, rất là quan trọng của những người Việt Nam chúng ta.
chí tình, chí cốt đối với người anh em Campuchia, không chỉ chiến đấu để bảo vệ biên giới của mình, không chỉ chiến đấu để giải phóng nhân dân Campuchia, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi cái nạn diệt chủng, mà còn không ngại, không ngần ngại đưa chuyên gia sang để giúp nhân dân Campuchia hồi sinh kinh tế và cái cuộc sống sau này. Anh Phan Trung Cam là một người trong cuộc, một nhân chứng. Trước đây thì tôi cũng rất là muốn biết anh Nguyễn Hữu Tình là một cựu chiến binh, sau khi tham gia cái cuộc chiến ở biên giới Tây Nam thì trở về, anh đã, chúng ta là những người may mắn mặc dù là thương binh nhưng cũng đã được trở về và quay lại cuộc sống bình thường. Mình cũng rất muốn anh chia sẻ cuộc sống hiện nay của anh, ví dụ như là những cái thuận lợi, khó khăn và tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người cựu chiến binh. Xin thưa Huy Linh và anh, tất cả anh chị em, tức là về cái nguyện vọng thì tất nhiên là cơ bản thì ai cũng chắc là cũng đều có cái nguyện vọng nó tốt đẹp lên, đúng không ạ? Dạ. Nên cơ bản thì tôi cũng xin giới thiệu qua, thì là tôi thì đang định cư ở Vũng Tàu, thì thời gian làm ở doanh nghiệp thì chắc cũng ngắn ngắn rồi thôi. Dạ. Vâng, tức là sẽ đến tuổi được nghỉ chế độ. Còn các cháu thì bây giờ một cháu cũng học bên kinh tế ra thì bây giờ nó làm bán ở thành phố, còn một cháu thì cũng theo cái nguyện vọng của cháu đi sang du học ở Mỹ tiếp. Vâng, như vậy là trước hết là xin chúc mừng anh. Và có thể thấy là một cái gia cảnh cũng tương đối là ổn định. Và quý vị và các bạn thân mến, thường có một cái câu ngay trên VinVin Việt Nam, mỗi cái video đưa lên thì thường cũng có những khán giả khi comment vào thì thường có những cái câu là mấy anh bộ đội này chiến đấu làm gì để bây giờ cho lãnh đạo và cho cộng sản nó tham ô tham nhũng, nó ngồi trên này vân vân, rồi nó có mua nhà và cho con đi học nước ngoài. Nhưng ở đây thì các bạn có thể thấy là anh Tình của chúng ta vừa mới chia sẻ là con của anh đã đi học ở bên Mỹ. Vâng, đó cũng là một cái điều rất là đáng mừng, và cũng là để trả lời cho các bạn ở trên kênh còn chưa biết về Việt Nam, đặc biệt là đồng bào hải ngoại, nhất là bên Cali. Thì quý vị có thể thấy rằng là một cựu chiến binh của chúng ta, anh ấy có con học ở bên Mỹ. Vâng, xin cảm ơn anh. Và ở đây thì trên bàn của tôi có những cái cuốn sách, đó là cuốn Từ Biên Giới Tây Nam Đến Đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú, và được phát trên kênh VinVin Việt Nam dưới tiêu đề Hồi Ức Chiến Trường Ca. Đó là cái tên mà ban đầu khi chưa in sách thì anh Phú đặt như vậy. Và ở đây thì tôi được anh Phú ủy quyền tặng khán giả của VinVin, xin rất hân hạnh được tặng anh Nguyễn Hữu Tình một cuốn sách. Anh chồng linh nghệ thân thấu sách của anh đấy, anh lại rồi ai chẳng tặng đâu mà lấy. Xin cảm ơn ạ. Dạ. Còn ngồi trong chương trình hôm nay thì không biết là ở trong khán phòng của ta có bạn Kỳ Phương không nhỉ? Không có. Tôi có nhận nhiệm vụ là cầm một cái cuốn sách mà anh Phú tặng cho bạn Kỳ Phương. Từ khi bạn Kỳ Phương về nước từ ngày 15 tháng 10 đến nay thì không thấy có thông tin gì của Kỳ Phương, nên cũng không biết làm thế nào để chuyển cho Kỳ Phương. Vẫn hy vọng là bạn đến tham dự chương trình hôm nay. Vâng, vậy thì tôi sẽ tiếp tục giữ quyển sách này và sẽ giao lại cho Kỳ Phương nhân dịp nào đó.
tôi xin phép nói một chút. Dạ. Tôi xin phép quý vị này, tức là lúc nãy thì chú chị Yên có nói có những cái lời, tức là ở bên những cái người gọi là các cái tổ chức mà gọi là không ưa mình đi, mình dạ, nói dạ, luôn bảo dạ. Thì nói về cái việc là mình chiến đấu để làm gì dạ. Thì xin thưa với tất cả các đồng chí và anh chị em ạ, thì tôi cũng nói một câu, tức là để mình trả lời cho bọn nó. Dạ, mời anh ạ. Thì thực chất là bản thân tôi không phải là mình nói để mà mình nâng mình, nhưng mà tôi có ý kiến thế này, tức là cái thời điểm ví dụ tôi có những lúc có thể sốt rét, có thể nhiều khi có thể gọi là như ở bên đấy là đang thời kỳ bên đấy là thậm chí anh em lại chuẩn bị gọi những cái sự việc cuối cùng ở đấy. Dạ, dạ. Rồi kể cả có những lúc mà được chuyển về Sài Gòn, tức là bác sĩ bảo là sau này lúc mà tỉnh lại thì ông bảo là số ông là cao đấy, nhưng còn tôi là tỉnh cho ông đi nơi khác nhưng ở đây đấy. Và đồng thời ngay cả là ông anh của tôi cũng vậy, ông anh trong đội hình chiến đấu trong đội hình của 341 đấy, anh cũng bị thương và sau này anh về cũng từ cái hậu quả của chiến trường về bị trọng bệnh thì hiện nay anh đã mất. Nhưng mà tôi xin khẳng định là chúng tôi không ân hận và mình chiến đấu là đúng đắn. Cho nên tôi rất tâm đắc cái ở trong cái bộ phim mà có cái đầu đề là cuộc chiến đến bắt buộc, tôi rất tâm đắc cái này là chính xác, vừa nó chính xác và đồng thời là một cuộc chiến đấu của nhà nước mình phát động, của quân đội mình thực hiện thì quá chính xác và kịp thời và cái hiệu quả rất là chuẩn. Thì tôi vẫn nói ở trong, có một lần kể ở trong cái tập chuyện tức là cái tham gia góp lời ấy, tức là có thể một cái trong cái thế hệ là có mất mát nhưng mà mình làm được cái việc rất là lớn để cho cái ghi được một cái dấu ấn ở trong cái quan hệ quốc tế, và chắc chắn là lịch sử Campuchia người ta sẽ muốn, tức là người ta muốn thay đổi thể chế nào, nhưng mà dứt khoát nó phải có những cái lời hay ý đẹp, chắc chắn một điều như vậy. Không bao giờ nếu người ta bỏ đi thì người ta để trong một cái giai đoạn Pol Pot thì người ta để tự nhiên người ta để nâng cái tầm của Pol Pot lên lại, cho nên là dứt khoát phải có lý do của nó, và đồng thời cái kết quả như vậy tôi rất tâm đắc và tôi không có gì ân hận cả. Cảm ơn anh. Có lẽ là tâm tư của anh Tình cũng là tâm tư chung của những người lính cầm súng và tham gia với cuộc chiến bắt buộc bảo vệ biên giới Tây Nam của Việt Nam, cũng như là giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi cái cuộc diệt chủng tàn bạo nhất của lịch sử trong cái thế kỷ 20. Ở đây thì chúng tôi nhận được một số câu hỏi. Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Tình, rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình lặn lội từ Vũng Tàu lên đến đây, cũng là thể hiện một cái tình cảm đối với Uy Minh Việt Nam. Chúng tôi xin chúc anh và gia đình được vạn sự như ý, riêng anh thì chúc anh có sức khỏe, và xin cảm ơn anh đã đồng hành cùng với Uy Minh Việt Nam. Hy vọng rằng thời gian tới anh vẫn tiếp tục đồng hành. Xin cảm ơn anh. Vâng, chúng ta sách đâu anh? Vâng, sách. Chúng tôi nhận được câu hỏi của bác Vương Văn Hùng ở Củ Chi. Bác là một người hưu trí